Hello, xin chào anh em, và ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một mẫu laptop dành cho doanh nhân, dành cho các bạn đi làm hoặc là các bạn học sinh sinh viên, với một mức giá chỉ dao động khoảng trên dưới 10 triệu đồng mà thôi. Một chiếc máy mà theo mình đánh giá là có một thiết kế vô cùng mạnh mẽ, bền bỉ cũng như là một cấu hình đủ tốt phục vụ cho anh em trong tất cả các nhu cầu học tập, làm việc. Và chiếc máy này là Dell Otto 3401. Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Ok, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thiết kế nhé. Thì Dell Otto 3401 này có một thiết kế vô cùng chắc chắn với tông màu đen sang trọng, cứng cáp. Sản phẩm thì có một trọng lượng cũng khá là nhẹ, một kích thước vô cùng nhỏ gọn, giúp bạn dễ dàng mang đi bên mình phục vụ công việc học tập, làm việc. Trọng lượng chính xác của chiếc máy chỉ rơi vào khoảng 1,58kg, cũng như là chỉ mỏng dưới 20mm mà thôi. Chính vì vậy mà Dell Otto 3401 này là một cải tiến rất lớn so với những thế hệ trước. Máy được sở hữu một màu đen xám vô cùng kinh tế. Nó đại diện cho sự yên bình và tĩnh lặng, sự khôn ngoan, chuyên nghiệp và khéo léo trong từng đường nét. Hứa hẹn sẽ đồng hành cùng với bạn trong một thời gian rất là dài đấy. Các bạn sẽ đi đến với điểm tiếp theo, đó là về màn hình. Màn hình của Dell Otto 3401 này được trang bị một kích thước màn hình là 14 inch với độ phân giải là HD, cùng với đó là độ sáng tối đa lên đến 220 nit. Theo mình đánh giá thì màn hình của chiếc máy này nằm ở mức đủ dùng với những người về những nhu cầu học tập, làm việc. Còn với những bạn chuyên về đồ họa thì màn hình của chiếc máy này sẽ không thực sự chính xác quá đâu. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị thêm một công nghệ chống chói là anti-glare, giúp cho bạn sẽ không bị mỏi mắt trong một thời gian dài sử dụng máy nhá. Đi đến cấu hình của máy nào thì chiếc Dell Otto 3401 này được sở hữu con chip Core i3 thế hệ thứ 10 1005G1 với xung nhịp tối đa lên đến 3.4GHz. Theo mình đánh giá thì con chip này khá là mạnh và mình nghĩ là nó hoàn toàn đáp ứng được hầu hết tất cả các nhu cầu văn phòng hiện nay cũng như là các nhu cầu đồ họa nhẹ nhàng. Ngoài ra thì nó cũng được đi kèm 4GB RAM DDR4. Thì với mức RAM này theo mình đánh giá là ở trong năm 2020 nó không còn đủ tốt nữa mà nó chỉ nằm ở mức đủ dùng. Vì vậy nên nếu mà bạn sử dụng nhiều tác vụ và nhiều phần mềm một lúc thì bạn sẽ phải nâng cấp RAM cho chiếc máy này lên tối thiểu là tầm 8GB. Một tính năng cũng rất là hay đến từ chiếc Dell Otto này, đó là nó được trang bị công nghệ sạc nhanh, giúp cho viên pin của bạn có thể sạc từ 0% lên đến 80% chỉ trong vòng 1 giờ, để bạn không còn bị ràng buộc bởi những ổ cắm khi di chuyển làm việc nữa. Ngoài ra thì giống như những sản phẩm Dell khác thì chiếc Dell Otto 3401 này cũng được trang bị một viên pin có khả năng dùng thực tế lên đến 8 tiếng đồng hồ với các tác vụ văn phòng. Chính vì vậy mà bạn hoàn toàn có thể mang chiếc máy đi không cần sử dụng đến sạc và vẫn có thể làm việc được một ngày vô cùng hiệu quả đấy. Nhìn số phần bàn phím thì bàn phím của chiếc máy này cũng không có quá nhiều điều đặc biệt để nói. Nó được thiết kế theo một dạng khá là cơ bản của Dell và với một hành trình phím vừa đủ, phím bấm cũng khá là nhạy, giúp cho người dùng có thể dễ dàng làm việc trên chiếc máy mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Về khả năng lưu trữ thì rất là tiếc, máy lại không được trang bị một SSD mà nó chỉ có được một HDD 1TB được trang bị sẵn. Thì với mức dung lượng này, mọi người hoàn toàn có thể lưu trữ rất tốt. Tuy nhiên, khả năng mở Win cũng như mở các phần mềm theo những trải nghiệm của mình thì là không thực sự quá nhanh. Và mình khuyên các bạn nếu mua chiếc máy này thì nên nâng cấp thêm SSD nhá. Cuối cùng thì là về những cổng kết nối. Cổng kết nối của Dell Otto 3401 này thì ở bên phía cạnh phải chỉ có duy nhất một cổng USB 2.0 và một khe đọc thẻ nhớ SD. Còn ở phía bên cạnh trái thì sẽ đầy đủ và nhiều hơn. Nó gồm có một cổng HDMI, một cổng mạng LAN, hai cổng USB 2.0 và một jack tai nghe 3.5mm. Theo mình thì đây là những cổng kết nối vô cùng đầy đủ và cơ bản cho người dùng có thể dễ dàng học tập và làm việc. Chỉ hơi tiếc là nó chưa được trang bị cổng USB Type-C mà thôi. Đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn nói với các bạn về mẫu laptop Dell Otto 3401 này. Và mình sẽ tóm tắt lại những ưu nhược điểm để cho mọi người có thể dễ dàng hình dung về chiếc máy hơn nhá. Về ưu điểm thì đó là một mức giá khá là tốt đến từ một thương hiệu vô cùng nổi tiếng, đó là thương hiệu Dell. Cùng với đó là một thiết kế vô cùng mạnh mẽ, nam tính, đem đến khả năng bền bỉ vô cùng cao. Cấu hình máy thì cũng được trang bị con chip Core i3 thế hệ thứ 10 cùng với 4GB RAM, giúp cho anh em có thể dễ dàng làm việc, học tập mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Ngoài ra thì cũng được trang bị thêm công nghệ sạc nhanh cũng như là viên pin với mức dung lượng có thể đủ 8 tiếng cho người dùng phổ thông. Còn về những điểm mà mình không thích trên chiếc máy này thì đó là màn hình của nó chỉ có độ phân giải là HD cũng như là độ sáng tối đa 220 nit, sẽ hơi khó để làm việc được ở những nơi có ánh sáng mạnh.
Ngoài ra thì máy lại không được trang bị sẵn SSD nữa. Chính vì vậy mà cho tốc độ khởi động vào Win cũng như tốc độ mở các ứng dụng chưa thực sự nhanh. Ok, và vừa rồi thì cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về mẫu laptop Dell Virtual 3401 này. Với mức giá chưa đến 10 triệu, nó phục vụ cho chúng ta hầu hết những nhu cầu mà một người dùng cơ bản để làm việc, học tập. Và mình chỉ khuyên các bạn một điều, đó là các bạn khi mua chiếc máy này thì nên trang bị thêm một chiếc SSD 120GB để khởi động Win nhanh hơn. Nó chỉ rơi đâu đó khoảng 300-400 nghìn ở ngoài thị trường mà thôi. Và anh em thấy sao về mẫu laptop này, và anh em thấy chiếc laptop này có phải là sản phẩm đáng mua nhất trong tầm tháng 10 triệu không? Hãy comment ở dưới để cho chúng mình cùng biết nhé. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ben Computer. Và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những clip tiếp theo.